Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Tiến, và hôm nay thì Vân sẽ giới thiệu với mọi người một mẫu sen cắm đầy hiện đại đến từ thương hiệu Moen. Nếu như hôm trước thì Vân có giới thiệu qua một số những cái mẫu sen tắm ngoài cổ thì các bạn cũng có thể xem lại những video lần trước nhé. Thì mẫu sen tắm lần này Vân giới thiệu có cái tên gọi là Made Black. Thì sản phẩm này sẽ đi theo cái xu hướng đó là hiện đại sang trọng với những cái kiểu vòi vuông vức hơn. Thì đầu tiên đó là mẫu sen tắm ông tường có mã số 82760BL. Ở đây thì chúng ta sẽ bao gồm cái phần mở phía bên ngoài thôi, và tất cả phần còn lại sẽ được thiết kế âm vào bên trong. Thì đây cũng sẽ là một cái lưu ý, nếu như bạn muốn sử dụng sen tắm ông tường thì cũng cần phải chọn lựa kỹ càng và có những cái thông số kỹ thuật để mà nghiên cứu kỹ. Đầu tiên sẽ là phần bát sen hình vuông có thiết kế màu đen rất là sang trọng. Ở đây thì phần nạn phía bên ngoài sẽ là cái ban chuyển hướng, và cũng như là sẽ điều chỉnh cái nhiệt độ ở cái mức là 38 độ C để mà hạn chế bị bỏng và cũng như là thêm phần tiện lợi cho việc sử dụng, chứ không được thiết kế kiểu gật gù thông thường. Thì sản phẩm này sẽ được sản xuất tại Mỹ nha. Các bạn tiếp theo ở đây sẽ là cái ban gật gù, chúng ta chỉ cần xoay vòng như thế này để mà chúng ta điều chỉnh thôi. Đó, nó rất là tiện lợi. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái vòi xả bồn vào đây. Thì tiếp theo nữa thì cũng sẽ có thêm một vòi chậu 3 lỗ có mã số đó là 84763BL. Thì cái đi theo cái xu hướng là thiết kế hiện đại nên các bạn có thể thấy vòi được thiết kế theo cái kiểu là rất là khỏe khoắn, vuông vắn ở đây. Một bên sẽ là điều chỉnh được cái áp lực nước và một bên sẽ là điều chỉnh được nhiệt độ. Ở đây thì cũng sẽ có cái chế độ đó là xả ti để mà giúp chúng ta không có bị dơ tay khi mà muốn thoát nước một cái lavabo. Tiếp theo nữa đó là một cái vòi chậu xả ti có mã số 6190BL hay là vòi chậu 84770BL. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết khác về bộ sản phẩm này, các bạn đừng quên truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ tôi xin chào tạm biệt.